mọi người, hôm nay Trúc đã tìm được cái loại măng tây to thiệt to rồi nè. Mình sẽ nướng phô mai nó nha. Đây, cây măng rất là to luôn và rất là tươi. Đẹp ghê ha mọi người. Bây giờ đó Trúc sẽ nướng nó với phô mai. Phô mai này á thì Trúc cũng mua cái loại phô mai giống giống như lần trước á. Tại vì Trúc đi siêu thị á, Trúc mua cái loại phô mai mà đã cắt sợi sẵn á thì nó hết rồi. Chỉ còn cái loại này thôi giống loại trước. Nên là Trúc đã cắt ra hạt lựu như thế này. Đó, bây giờ mình sẽ bỏ lên nha. Ngoài ra thì Trúc còn mua thêm 3 cái phô mai này nữa. Trúc không biết là cái loại này nó như thế nào. Trúc nghe các bạn nhân viên nói là nó sẽ sợi được. Nên là Trúc mua thêm 3 cái này nữa để Trúc bỏ lên. Đây nó như thế này. Cái màu của nó trắng hơn mọi người. Mình sẽ để nó ở đây nha. Rồi bây giờ thì chúng ta mở bếp và thưởng thức thôi nào. Lần trước á, Trúc làm cái măng nó nhỏ. Nên là cái phô mai khi mà nó chảy ra đó thì cái măng nó lại bị quá chín đi. Lần này Trúc làm cái cây măng to hơn. Để xem như thế nào nha. Mọi người có nghe âm thanh xèo xèo chưa? Ôi cái này nó chảy ra trước rồi nè mọi người. Mình sẽ xoay nó lại. Trúc nghĩ là mấy cái cây măng này nó sẽ lâu chín hơn á. Nó quá to đi, Trúc chưa bao giờ thấy cái cây măng tây mà nó to như vậy luôn á. Nghe có mùi cháy cháy. Cái loại này chắc chỉ để ăn không thôi. Ôi nó cháy thật mọi người ạ. Mình cũng phải chở cái cây măng nữa. Cái này chắc bóc tay cho nó lẹ nè. Ui nóng. Hôm trước có bạn nào đó chỉ cho Trúc là nướng cái cây măng cho chín rồi hãy bỏ phô mai. Mà Trúc lại quên rồi. Cây măng này to quá, có khi phải nướng lò mới được. Hôm nay nhìn có vẻ không béo ngậy ngậy như lần trước. Ôi cái này nó chảy ra ngon quá nè mọi người. Mình sẽ ăn cái này trước nha. Măng nó cũng đã dần chín rồi nè. Mời mọi người. Có phô mai là ngon quá. Phô mai này có sợi ngon này. Mình phải giảm lửa một xíu nữa. À bên này măng chín rồi nè. Wow. Mình cảm thấy hai cây nĩa rất là vô dụng. Nên là mình quyết định ăn bóc. Chúc cảm thấy là cái măng này á, cái mùi của nó không có ngon bằng cây măng nhỏ nhỏ hôm trước. Cây măng nhỏ nhỏ hôm trước mặc dù nó nhỏ nhưng mà nó rất là ngọt. Còn cái này ăn vô nó nghe hơi hăng hăng. Cái khúc trong này ngọt hơn. Già hơn nữa. Phô mai nó nằm ở dưới hết rồi mọi người. Mình sẽ cho cái này lên nhé. Đây là phô mai kéo sợi. Mình biết cái loại này rồi, mốt mình sẽ mua cái này ăn nữa, thích quá.
mai này nè Trúc mua là 60.000, được khoảng mười mấy, gần 20 cây á. Không. Nóng quá, mà nóng quá. Hôm trước á, có bạn nào á comment hỏi Trúc á là Trúc phun chân mày hả? Các bạn nhìn giống là Trúc đi xăm đi phun gì lắm hả? Không có đâu, thật ra Trúc vẽ á. Trúc không có thích xăm chân mày, mặc dù là xăm chân mày thì nó rất tiện, sáng mình khỏi phải kẻ, mình đỡ tốn một ít thời gian, mình được đẹp suốt ngày, mình được đẹp cả ngày, nhưng mà Trúc vẫn không thích. Trúc cứ nghĩ cái việc mà xăm chân mày nó phù hợp với mấy cái người phụ nữ đã có gia đình á, nó kiểu là họ ít có thời gian để chăm sóc bản thân nên họ cần một cái gì đó nó đẹp sẵn đi, nhưng mà còn mình thì vẫn còn thời gian, sáng vẫn có thể điệu đàng kẻ một chút, không có tốn nhiều thời gian đâu. Nên là mình hãy cứ kẻ chân mày. Trúc thích là khi mình đi ngủ mình được để một cái mặt mộc, không có son phấn, không có bất cứ một cái gì trên mặt mình, để mình ngủ một cái giấc thật là ngon. Có thể là do Trúc kẻ nó bị đậm quá ha, nên mọi người nhìn mọi người lầm tưởng là Trúc xăm. Để Trúc cho mọi người xem cái cây chì mà Trúc kẻ chân mày đâu rồi nhỉ? À đây, cây này. Nó là chì xé, hình như là có mấy chục ngàn hay mười mấy, hai mấy ngàn cây gì Trúc chả nhớ, nên Trúc mua nó lâu lắm rồi. Mấy cái tiệm bán mỹ phẩm là có đầy cái loại này. Mình sẽ kẻ cái kiểu nào mà mình thích. Có bữa nào mình vui vui thì mình kẻ dày, bữa nào mình buồn buồn mình kẻ mỏng một chút, mình muốn hung dữ thì mình kẻ đậm, mình muốn dịu dàng thì mình kẻ nhẹ. Mình thích gì thì mình kẻ cái đó. Đó, Trúc thấy rất là tiện. Cây này quá già, cái phô mai nó chui xuống dưới cây măng hết rồi mọi người, nó không nằm trên nữa. Cái phô mai cháy nó ngon. Măng này bị chín quá rồi nè. Chúng thấy ăn món này vui á, nó dễ làm nữa. Chỉ việc mua về rửa xong rồi bỏ lên nướng vậy thôi. Nóng. Măng tây đó, nó có cái ngon của nó, măng ta nó có cái ngon của nó. Trúc thì Trúc vẫn thích ăn cái măng ta hơn. Bởi vì chúng thấy măng ta chế biến được nhiều thứ, nấu canh chua cũng được nè, xào cũng được, kho thịt kho cá cũng được. Còn măng tây thì mình chỉ làm một số cái thôi, đa phần là mình sẽ luộc hoặc mình nướng đó, ăn kèm với thịt nướng. Có ai làm gỏi măng tây bây giờ chưa ta? Dạo quá, bự quá, dạo quá. Phô mai thì rất ngon. Cây này siêu to luôn nè mọi người, đã chưa, bự ghê. Món này khá ngon mọi người. Trời ơi nó cháy nè, đã chưa. Giống ăn cái bánh xèo thiệt luôn á. Nó giòn. Hôm nay Trúc rất là vui. Bởi vì á, đã có
vài bạn nữa gửi thư về cái chuyên mục tâm sự cùng tôi cho Trúc. Các bạn thì chia sẻ về chuyện tình yêu, các bạn thì chia sẻ về những cái vấn đề gặp phải trong cuộc sống, về những cái mối quan hệ xã hội, gia đình. Trúc cảm thấy rất là vui bởi vì mình đã được mọi người tin tưởng á. Trúc sẽ dừng video ở đây. Cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn gặp lại mọi người vào 7:30 ngày mai với một món ăn khác nữa, rất Việt Nam luôn, bật mí. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại nha.